vị siêu huynh đến với thánh địa rồng, là một thế giới có hơn 50 loài rồng khác nhau và những con quái vật siêu vô cùng đáng sợ. Thế giới được thành lập bởi hơn 10 YouTuber. Hy vọng chúng ta sẽ có những hành trình thú vị cùng nhau. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ mình cũng như những YouTuber khác nữa nhé. Còn bây giờ thì khám phá thôi nào. Let's go. Chào mừng các vị siêu huynh đã trở lại với sảnh chơi Free Fire. Ai xài, ngày hôm nay mình cũng đã trang trí cái thêm một tí lâu đài vô cái thứ anh em mà đấy, có cây cỏ đồ các kiểu này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, đây mới đúng gọi là một lâu đài, nó gọi là có sức sống mà gọi là nó hùng vĩ này, hiểu không? Thì nhiều anh em bảo là cái chữ K này nè, mình nên thay thế bằng MR. Ok, mấy ní luôn. Ok, ok, mình sẽ chấp nhận cái thử thách này. Đấy, mình sẽ xây lại bằng MR. Thì đây MR thì chết dở rồi, hết MR rồi mấy ní ơi. Hết MR rồi. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đi enchant cái giáp này cho nó lên Protection 4 luôn các bạn ơi. Còn kiếm á, kiếm này thì mình nghĩ là mình để sưu tập thôi. Tại vì nó cũng chỉ có cái kỹ năng là nó gồng như thế này nè. Đấy, xong nó trưởng. Này, gồng lên nè. Đấy, và bùm. Đấy. Thì như lần trước mình có thấy thanh niên banh sử dụng rồi. Thì nghe bảo cái kiếm này nó sẽ xóa một lần đâu đó khoảng một đống giáp luôn anh em à. Thì do cái giáp này mình chưa enchant năm ra là nó mới có 2,5 giáp thôi. Ok. Rồi bây giờ oh my god. Ui. Có cậu bán ngốc đây vậy. Mới thấy đây mà. Tan hình à. Gồng một cái dính này tin không. Ai à. Mới nghe tiếng này mà. Ô oh. Alo, đâu rồi? Ây da, hèn chi thấy cái gì nó kéo kéo quá nhờ. Ảo, cái tay đâu ra nhìn như Thanos đây. Ui, cái tay đánh boss ở bên The End á. Ây da, đánh boss bên The End á. Ui giời, con giời này chơi Pinocchio gì, mũi dài với cha. À, đúng rồi, có cái mặt nạ tàng hình, quên. Mặt nạ tàng hình, à, cũng có, ta cũng có. Trời ơi, bữa đánh con gì nó rớt ra này. Trời ơi. Ui, ui. Thứ này thề biến thành quỷ Free Fire rồi. Ok, mà cái tay này bên đánh boss mình DN à. Đúng vậy. Boss DN à, sao bữa tao qua tao cũng không có tìm thấy con boss. Ây da, kéo, chỉ được chiêu kéo lại thôi à. Hình như vậy á, không biết nó có nổ nữa. Ồ, không, tao nghĩ là kéo vậy thôi á. Mà tính ra cũng khó chịu phết, tính ra là cái đó dùng để combo BB được á. Ui. Ngầu quá nhờ, ngầu quá nhờ. Đâu ra đấy, đâu ra cũng bên đấy à. Đúng, một chỗ, một chỗ. Dì Su Huynh, thấy dì Su Huynh biết con boss nằm đâu không? Để ta đi qua đó xử lý nó cái. Thôi, bên đây mọi người đánh hết rồi, tìm cực lắm. Trời ơi, thì ta cần tìm một con thôi. Dì Su Huynh có thì cho ta xin cái tọa độ địa chỉ đi. Khó lắm, mình đó giờ còn cái gì đâu. Khó lắm mà. Bên đó banh MC nè, cả cái. Ui, mà dì Su Huynh đánh boss bên đây rồi, sao mà có bộ giáp này rồi? Không, sao banh MC cho ta đó. À dạ, trời ơi, hào phóng dạo này thấy gì Su nó hào phóng lắm. Trời ơi. Nhưng mà Su không có địa điểm thiệt hả? Đó. Thì ơi. Đi liền đi anh. Liền luôn đi. Biết ai quánh đây ta? Ta. Có chưa? Không. Tới rồi nè, xuống thôi. Ồ, một có hình tụ, có hình tụ. Thầy. Đâu. Quay cái đuôi à. Từ. Ăn cái. Cái này có cần phải cái gì để chịu hồi nó không á nhỉ? Không. Mấy này tôm tép. Liền luôn. Ủa sao bị độc vậy? À gì con kia nó bắn rồi. Gì trời? Bị gì? Rồi. Bị gì giật dữ vậy? Bị gì á? À, ở đây có 7 á nha. À da, có 7 à đúng rồi, cái này cái gì? Ta đem về nhà ta trang trí vậy. Ủa mà sao có điện đây ta? Ừ. Sao bị giật điện vậy? Có cái gì mà ác chế cái vụ giật điện này không gì Suin? Ta thấy giật giật lâu lâu cũng mất máu chứ. Ủa nó giật kinh ghê. Ở dưới. Ở dưới nào? Ta sắp chết rồi đó. Ủa à. Hướng nào ta? À là chui xuống là hết nè. Trong này. Trời ơi cái này chui xuống. Vậy là mình đạp lên cái gì block của nó là bị á. Trời ơi. À luôn ta không có đem táo vàng để ta hồi máu nữa chứ. À, sao con giật vậy? Nó có một cái khu vực á, vậy Suin à. Đừng có chạm đất. Bên này. Đừng có chạm đất. Chạm đất bị giật điện á. Ở đây hả? Ông này con tôm tép rồi, quánh đi. À, tao xử nó. Mày. Tôm tép nè. Trời ơi. Liệm. Trái. Liệm rồi. Ồ, là nó có cái đồ chuyển trưởng này hả? Wow. Ở đây tới hai con này lận. Đi tiếp. Được cái nhờ. Đừng có chạm đất.
Rồi xong tôi dịch chuyển đi đâu rồi bà con? À đây nè, đây, đây nè, dẫn đây mà. Đi ra chỗ khác chơi. Ừ. Lại nó. Mày. Kiếm gì nổ. Mày. Kiếm xăm xét á. Tôi bay rồi bạn ơi. Tôi lên thiên đàng rồi. Đâu? Tôi lên thiên đàng còn nghe giọng này vậy. Ồ, có táo vàng che nè, bơ phẹt. Wow, còn có cái render luôn. Xịn luôn. Xin luôn. Liền luôn. Thôi ăn vô cho hồi máu đã. Cái đó là gì vậy? Đi xuống. Ồ, đường đi xuống. Boss dưới á, nhảy xuống quanh mình đi. Đi. Trời ơi, giật mình. Trời ơi, em ba mấy mod này đánh cái một à. Rồi. Này, con này nó có gì phải cần né đồ cái thứ không nhỉ? Thôi chứ hơi đánh thôi nhỉ. Ui rồi. Ồ, nó đập một cái bay luôn. Ảo thật đấy. Ôi, sao ta đi tiếng hoa. Bắn cung gì chợ. À, đánh bằng kiếm cho ra lú tiên nè. Ủa mà con này rớt ra gương mà đúng không? Gì? Rớt ra gì chứ? Đâu? Đồ đâu? Tự đi mất đi chứ. À à. Đó. Ồ, nó pẹt ra cái tay hả? Ây, đơn giản thế nha. Trời ơi. Sao mà à, cứ tưởng là khó ăn lắm chứ. Ây dè. Tụi tôm, tụi tép không. Đây có nether ray không? Hả? Thôi quên lộn. Uầy. Đơn giản. Cứ tưởng xử con boss này gì chứ con này đơn giản nhờ. Hello guy can go. Ơ nhưng mà tính ra bên đấy còn con boss nào không vậy xung quanh nhỉ? Hả? Ai biết đâu. Hay chỉ có đúng con này thôi. Đâu để ta mở cái nhiệm vụ lên ta coi. À, nhiệm vụ đánh boss đúng không? Ender Guardian là con gì ta? Rồi con sâu, không gì nè. Để ta xem coi có con boss. Ở đây là còn Summon and Kill the Void Worm. Void Worm ta chưa giết con Void Worm. Endstone Golem luôn ta chưa giết luôn. Con sâu hư không mình nhớ phải chịu ngồi á. Ủa ta nhặt được đồ nè. Ô. À ta nhận được một cái Corrupt Inrod là cái gì? Corrupt Inrod chế được giáp Corrupt Inrod giống như Nether Rai á. Rồi. Mà trận gì xung quanh ơi, gì xung quanh đang trong địa bàn đó. Mấy con gồng này mà khạc một cái thôi là đi khu này đấy. Cẩn thận. Giờ xung quanh phải cho con này nó đứng lên, nó follow nó mới bắn. Còn à, còn nó ngồi là không bắn hả? Đúng vậy. À, nhưng mà gì xung quanh thấy con già con lâu đài là sao có uy nghiêm không? Có đi review không? Hả? À, không có gì chổng đâu review. Căn bản là tao mới trang trí ngoài thôi, tao chưa trang bị trí xung quanh đâu. Có cái xác ngoài thôi à. Ừ, ngoài đâu nhưng mà nhìn ngoài đẹp mà. Đấy, cỏ cây hoa lá, lá chen hoa đàng hoàng các thứ. Bên trong là cái ngai vàng thôi. Ủa đặt cái waystone đây chi vậy? À, để ta dịch chuyển vô giữa này cho dễ mà. Đây con khỉ khô đâu dịch chuyển vô đây ta. Thì mốt ta để đồ đây, ta để châu vàng bạc châu báu rồi mốt ta xây hết trong này mà, ta đâu để trong túi đồ nữa chi, cứ để đây thôi. Ok, nào xây xong kêu ta nha. Hả chi vậy? Qua lụm hay gì? Xài tốt lắm. Ờ, à, hay lắm. Mốt ta gắn camera mà, ta có một cái con gọi là có chức năng làm camera. Còn con boss nào mà ta chưa đánh không nhỉ? À, chị Su Huynh có bên qua bên tầng Quick Light chưa? Chưa một lần. Chưa một lần qua luôn hả? Trời ơi. Còn ta không biết cái cổng ở đâu. Bên đấy ta đang giết bớt mấy con quái đây. Oh my god. Ồ, được một con gì đây? Nameless Corrector Blissy. Trời ơi, Jisoo đập cái này bằng cúp mềm mại à. Đấy, cái như này mới được. Ok. Gì vậy? Thôi, tao không lấy đầu đâu. Thôi, dẹp liền cái gì đó. À, để ta xem có trứng rồng mới, chắc là ta sẽ đi tìm một con rồng nữa đẹp đẹp để ta up. Jisoo thấy rồng bảo táp lần nào chưa? Chưa. Đây, Jisoo theo ta. Có trứng rồng không? Hả? Còn hai trứng à. Ồ, còn hai trứng à. Hai trứng này giờ đáp. Ui. Có ui xưa có cái eye crystal nè. Ồ, cái này vui nè. Đánh con boss ở bên chỗ băng đó mà. Nhưng mà sao tao chưa thấy mấy con boss đó xung quanh đây ta? Bay vòng vòng đi chứ tao nghĩ mọi người đánh hết rồi đó. Nhưng mà nó có gì để kiểu như nhận biết không? Kiểu như tòa lâu đài hay gì hả? Không, nó nằm giữa. Ờ, nằm giữa tuyết à. Tại vì đợt trước ta đi kiếm mấy con rồng băng rồi cái thứ thì ta cũng thấy chỗ tuyết mà ta chả thấy con nào nằm đấy. Chắc nó nằm dưới mộ luôn hay gì chứ. Rõ ràng. Bây giờ ta coi bây giờ ta cần up con rồng nào nha. À quên, chưa show gì huynh con rồng bảo tố mà. Lên đây gì huynh. Cho đây coi. Đây. Đấy. Nhìn như ngân hà vậy đó. Nhưng mà sao mấy bạn kênh chat kêu con này nhìn như bị lan ban á, ảo thật á chứ. Nhưng mà lúc mà nó còn cái trứng á,
lúc mà nó còn là cái trứng á, tại vì ta thấy nó có những cái tia sét đồ các thứ từ cái trứng đó, nó hiện lên, mà sao lúc nó đẻ ra phát tia sét đâu mất tiêu hết trơn, còn mấy cái lang bang này không à. Con này vẫn là năm máu vậy. Ừ, con này ta không biết nhá, ta chăm lúc mà từ nhỏ nó bắt đầu nó hồi lên năm máu cái nó ngưng luôn, còn con này nó hồi gần full này 59.999 mới chịu á. Con này thì đẹp nè, còn con này ra lỡ hát lào gì. À, giờ ta chuẩn bị up thêm con rồng đó mới xíu. Bên đấy thì anh đi nút là có con Sunlight, Moonlight rồi Zombie rồi Enchant các thứ, rồi giờ ta chưa biết là nó up con gì mà kiểu nó phải độc lạ bình dương. Đó, ta mới chịu. Đó, con kia kìa, con màu xanh kìa. Ta có thấy con nào đâu ta? Đó. Hả? Con màu xanh bự cho bá đó không? À, con này nó phèn lắm. Con này nó phèn, răng thì thưa, không có nhọn nữa chứ con này chắc nó bị mài răng hay gì nữa, nó phèn lắm gì xung quanh ơi. Phèn lắm, phèn lắm. Là cái đầu con này, còn cái xác không nè. Thôi. Chưa. Quá phèn. Ồ, con này còn phải có con rồng nào mà nó to bằng cái đầu này ta. Vậy xung quanh có muốn qua tủ Xlay đi đánh với ta không? Đâu? Đi liền nha. Bên thủ Woodline là phải đánh theo một cái danh sách boss, mà bây giờ Dì Sư Huynh chưa đánh những cái boss bình thường nhất có thể thì làm sao mà đánh con boss đó ta. Để ta xem bên tờ Woodline là đây. Lần trước là ta đánh con Naga, Dì Sư Huynh đánh Naga lần nào chưa? Naga là cái gì? Mikai hả? Con Naga mà Dì Sư Huynh không biết hay Dì Sư Huynh? Mikai đúng không? Trời ơi. Dì Sư Huynh đánh không? Để ta dắt Dì Sư Huynh đi nè. Đi liền đi. Đi liền luôn hả? Đúng rồi. Dì Sư Huynh có biết cái chỗ máy farm của ta với Ninh Núp không? Không. Qua bên đấy đi, liền đi. Ủa gì vậy? Gì vậy? What the hell? Sao Diệu Huynh cột vô cái chân giữa ta vậy? Đừng có cột vô cái chân giữa ta. Trời đất ơi. Tao biết cái chân giữa ta nó dài rồi, đừng kéo nữa. Đây, ba ra đây. Thế là Diệu Huynh chưa giờ lên chỗ đó luôn à? Chưa. Đây. Tao cứ tưởng chỗ này giờ ai cũng biết chứ nhỉ? Tại vì nó gần spawn mà. Có biết đâu. Đây, cái cổng này nè. Qua đây. Cổng đâu? Đây. Let's go, nhảy vô. Đi đâu rồi? Đây, ok, giờ chắc là phải bay vòng vòng để kiếm con Naga á. Hết đồ ăn rồi. Trời ơi, đồ ăn hả? Đồ ăn nè. Đây. Rồi, Dì Sư Huynh... Dạ! Ê! Liền luôn á, liền lắm á. Nhanh ghê á. Dì Sư Huynh lụm thịt Naga hả? Cái gì? Rau? Lộn thịt con rồng ba đầu chứ. Nay là ta sẽ dẫn dắt Dì Sư Huynh đi giết hết boss bên này luôn nè. Làm liền luôn. Hết luôn. Nay là ta muốn xử hết mấy con bên này luôn, cho ta lấy được tất cả các đầu của con đó luôn. Đây là ta có tổng cộng là... Ủa? Đâu hết đầu boss rồi. Giờ ta đập dục nó trơn rồi, để đâu rồi? Máy mình bay được không? Bia bằng rồng mà, đi bằng rồng mà. Bay gì? Ủa, có cái đĩa nhạc nè, cho Dì Sư Huynh đĩa nhạc làm sưu tầm á. Ẩu rồi đó, nhạc này hay lắm á, ta có rồi. Ghê vậy, hay lắm luôn á hả? Cất bớt mấy cái đồ không cần vào đây đã. Đây, không cần đưa ta nha. À, ý là bỏ vô bây giờ không cần á. Chứ mốt không cần. Thôi, dục cái đĩa đi, ta không cần đĩa đâu, ta không nghe nhạc đâu. Ok, lên nữa. Ủa gì? Giờ là phải bay vòng vòng chứ ta cũng không có điểm đâu. Bay vòng vòng giết đi, giờ phải giết theo thứ tự. Là Naga, xong rồi con tự Woodlit. Con này, của. Chắc thế đó, ta cũng biết nữa. Cứ bay vòng vòng đã. Bên này á, để được qua những cái vùng đất gọi là có những cái con boss tiếp theo á, là bắt buộc Dì Sư Huynh phải hoàn thành cái nhiệm vụ của những con boss trước thì mới vô được tiếp theo gì con boss đó. Chứ không mà Dì Sư Huynh sẽ vô cái khu vực mà nó xanh lè, xanh lét rồi màu hồng rồi các thứ nữa. Ô, Woodline Swarm. Dì Sư Huynh lưu cái điểm này lại. Chỗ này là có con Hydra. Không biết bị giết chưa nữa. Nghi lắm. Gần là nghi lắm. Từ hai ra. Đây hai ra nè. Đó cái chỗ sinh của hai ra nè. Đó Dì Sư Huynh bị lỗi đúng không? Không, ta bị cháy tao không thấy gì hết. Không, thật ra là nó hiện màu xanh đó là do Dì Sư Huynh chưa hoàn thành những cái thành tựu trước á. Map này có gì vậy? Ủa, ơi. Đây là đường đốm đốm mà, không biết hả? Ờ Sư Huynh ơi, nó có hai con luôn á, ba con luôn nè. Con gì? Tôi biết chỗ của con hai. Ủa con màu đỏ đỏ nè. Đây, Naga bên này. Biết ta giết chưa nữa. Bên này. Còn đây. Rồi spawn này, rồi xuống liền cái con này nhanh lắm, con này giết rồi, nhanh lắm. Rồi, liền luôn. Xử đi. Gọi cái đầu đó. Trời ơi, rồi Dì Sư Huynh không có kiếm sấm sét nữa. Trời đất ơi. Gì trời, ta xài kiếm lửa mà. Rồi. Nhìn. Trời ơi. Ông xài kiếm băng luôn á, tính ra Dì Sư Huynh có kiếm băng đánh cái là nó đứng liền nè.
Hay quá, hay quá. Rồi, vô đây lụm cái gương. Ủa, cái gương nằm đâu rồi? Gương này đúng không? Đúng rồi, có cái gương mở ra. Có đầu vậy không á? Có hình tụ. Lụm mấy cái, thôi cho ta mấy cái Naga scale nữa hả? Cái đó để mốt làm giáp á. Mà mấy cái giáp này chắc là để làm hình tụ thôi chứ cần gì. Mốt ta cũng tính sưu tầm á. Giờ tiếp theo giết con boss nào ta? Cái map nè, Siêu Quỳnh thấy được cái map này không? Xuống đây đi. Đâu 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 đâu. Map gì vậy? Map này thấy được đầu mấy con boss còn ở đây luôn á. Ồ. Mấy mình đi liền đi. Ồ. Nhưng mà quan trọng là nó có, ta không biết bay hướng nào để cho nó. À, đang di chuyển cái nè, để mình đang đi lên. Thế bây giờ là mình phải quẹo bên phải trái đúng không? Đi trái cũng là đi lên. Hướng này. Ờ, khu này của anh nào tên chay giấu tên đúng không? Sao đơm đớm không vậy? Đây rồi, đây rồi, đây. Đi hướng này là sẽ giết được cái con lít nè, cái con phù hỷ. Ok. Gần tới luôn rồi, tới luôn rồi. Liền luôn trời nè. Trời ơi, tính ra có cái map này nó lẹ. Liền, ừ, có cái map này lẹ luôn nè, lên đỉnh luôn, lên đỉnh. Ủa, là đánh lẹ. Ai đang qua xoay lại là có sẵn cái map mà sư huynh tìm chi vô cực vậy? Ủa? Sao ta không có ta? Bật chữ E lên, nó có cái quét nè, bấm vô có hiện là Twilight Forest, bấm vô nhận luôn cái map. Trời. Ủa vậy hả? Vậy chứ ta nhận mà ta dục hay sao á nhờ? Ừ, ta tưởng rác. Nè, nó trong đây luôn nè, nó trong đây luôn á. Vậy sư huynh đánh cái con chùm nha, đừng đánh mấy con phụ. Có thằng nào đâu? Ủa? Ủa? Trời ơi. Trời này bị đánh rồi. Trời này bị đánh rồi vậy sư huynh ơi, giờ mình phải đi mở map để mình coi á. Trong đây còn khí khô gì đâu. Ừ, vậy chắc chỗ này khứa nào đánh nè, đây nguyên lỗ luôn. Thôi đi liền luôn, đi liền luôn. Giờ là phải đi mở map. Rồi, ở đây đây, gần đây có luôn nè. Đây đây, bên này. Trong này luôn á. Kìa, con. Liền luôn, liền luôn. Nhảy vô cái nó spawn liền. Từ, đó. Liền luôn. Mà giết nó, giết con, đánh cho nó hết khiên đi. Đánh cho nó hết cái khiên luôn. Đâu cần đâu, chúng nó nổ lại tự chết à. Ngoài ra, đánh đi. Rồi, đánh đi. Rồi đi chạy. Đó, nó chuyển rồi, đánh đi. Đánh nó đi, đúng rồi. Đánh nghe keng 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 á. Đánh đi, đánh hết khiên, đánh tiếp. Tính ra là nó tự nổ nó được á, chú Quỳnh. Ừ, thì đứng gần đi cho nó nổ. Ờ, vậy đi. Gánh nó mà quánh, đó. Cố lên, cố lên. Còn nửa cây thôi. Đúng rồi, đấy. Hay quá. Tính ra vậy, chú Quỳnh chỉ cần đỡ khiên á, là mấy con mấy con dởm của nó là kiểu nó tự quăng ngay nó bia xong nó dội lại con chùm á. Đúng rồi. Này ta mới vừa biết thôi. Chứ trước ta đâu biết đâu, ta đánh thấy bà luôn. Từ ta cầm kiếm. Thôi ở gì xuống đây cầm kiếm gõ thấy bà luôn đi gì xuống đây. Hết khiên rồi. Đó đâu rồi. Đó, xong, đơn giản luôn. Ủa, không có hoàn thành nhiệm vụ. Đó, liền luôn, lụm cái đầu ra có hoàn thành nhiệm vụ á. Không? Lụm đầu rồi nè. Ủa. Ú, cái gậy. Đó, có cái gậy trưởng thôi à, không gì hết trơn. Thì coi bây giờ tiếp theo là NDP không? NDP hả? Có. Lụm không mang heo nè. Lụm, lụm đi. Nói chung lúc nào cũng cần á. Rồi rồi. Gồng ra leo lên đi ha. Liền luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Liệu có vừa? Liệu có vừa? Thôi. Đứng yên, đứng yên. Ơ. Gì ơi, đâu vậy? Trời ơi, không chết gì boss, chết gì boss ngạc không vậy bà nội. Cái chỗ này hơi lỏ, hơi lỏ. Hơi lỏ, hơi lỏ, hơi lỏ. Đây rồi, được rồi nè, được rồi đó. Được rồi nè, được rồi nè, đi 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 đi. Liền luôn. Là được dữ. Trời ơi, do cái cầu hang nè. Đó. À, do cái hang. Đường này đường đen. Đúng rồi, đường này đường đen, không vô được đâu gì xuân ơi. Thì giờ đi đánh hai ra đi. Da đen mới được vô hả chú Quỳnh? Không biết nữa. Da tôi cũng đen á, tôi vô được á. Ok, đây, bài tới đây là đánh con đấy. Giờ chắc gì chú Quỳnh vô dắt ta đưa cái bình nó đi uống cái chắc vô được. Hay là phải chui xuống đó làm hành tủ ta. Cũng chả nhớ. Không biết nữa. Muốn làm hành tụ là phải kiếm mấy con bò mà gần trong khu đó cũng có bò luôn. Trong này nè, nhìn đi, dì Xuân gán nhìn có cái lỗ á. Đây, 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 liền luôn. Đâu? Ủa, chỗ này giống của ta chui vô vậy, sao có cục đá đặt đây. Gì trời. Là cái cây, ờ, cái cây thôi dì Xuân ơi. Xuống đi, xuống liền luôn. Đấy, mấy con bò dưới á. Thì nó tối thui. Ồ, nó tối thiệt á. Bà ơi, nó chổi cái gì nè. Coi chừng á, có mấy con nó chọi ảo lắm á. Mấy con nó kẹp vô tường nha, cẩn thận á. Đây nè, đây nè, đập cái gương này, đập cái gương này đi. Từ từ ăn cái, hết đồ ăn, ăn có vàng nữa. Ờ, mấy cái gương này để ta lấy đồ thôi chứ cũng có gì đâu. Lấy đơm đớm không? Thôi lấy đơm đớm chi. Có rừng đơm đớm mà. Lấy có mấy cái đồ này để ta về ta sưu tầm. Tinh ti nè, cho nổ mày này luôn được không? Mày,
Rồi giờ đi kiếm tới cái chỗ mà cái chỗ mà cái khu mà nó có cái chỗ mà như là cái nhà của nó ở vậy. Rồi rồi. Rồi tới boss này, tới chỗ boss này, giết boss này đi. Chạy lẹ giết mày. Rồi chui vô đánh đi. Rồi đó, đánh nó đi. Con này yếu lắm. Con này rùi mũi thôi. Ok, chui vô, ta vô đây ta hu hộp giáp. Con gì trời. Nó lấy đầu ấy cho vui. Lấy rồi, lấy rồi. Toàn quần không gì trời. Còn cái đôi dài nó không có sao. Nhiều chuyện. Steel lip. Cái người yêu lắm. Có gì trong đó, mấy cái súp kìa. Từ tao biết nhiều đồ quá, tao cướp mất lễ phẩm nhiều quá. Rồi rồi rồi. Hết chưa? Ủa mà lấy chi nhiều súp vậy? Thì ăn đi cái đó, hồi máu nhanh lắm. Súp hồi máu mà. Súp hồi máu siêu cấp á. Ủa, có súp bê cham gì nè. À, cái đó đồ gì tao cũng biết dùng sử dụng là gì nữa. Rồi lên thôi, gì xuống đây. Rồi đó, thành tụ rồi đó. Rồi vậy xuống đúng rồi. Wow, chỗ này ta giết rồi. Có quay stone luôn nè cho nội. Chỗ này của ta đó. Thôi để ta lấy lại. Thầy đem quay stone thì nữa chứ. Đó rồi đấy, thế đi tìm chỗ khác. Cay thật. Không bay ba gần đây chắc thấy á. Ui nhưng mà tính ra có xa lắm. Trên cái map có không? Có. Bây giờ đi mở là được. Bên này có con lít. Tại thêm một con lít nữa. Con lít không cần nữa. Thôi, quá anh con, quá anh chưa nhiều. Giờ bay đi tìm thôi. Ui, gì thấy xanh xanh không? Thấy gì đâu. Hả? Ủa, ai vô mà không thấy hả? Thấy gì hết. Không thấy gì hết. Ảo vậy. Có thấy gì đâu nhỉ. Thấy rộng cái xung quanh. Dịp. Trong đây có con tuyết nè. Có vô không? Nhưng mà ta chưa giết con chú tuyết. Ta mới giết con dây ti thôi. Dì xung quanh quan trọng, dì xung quanh có vô được không ấy chứ. Ta vô được nè. Ta bị gì đâu. Ồ, vậy chơi thôi. Ta cũng chưa có con dây ti. Hồi trước ta chưa giết dây ti, ta mới giết mấy con này thôi. Chưa có giết con phù hữu tuyết. Ôi. Để ta kiếm con đó có spawn này không? Kìa, anh pha dây tì kìa. Mà gì xung quanh đánh đi, con này ta đánh rồi. Đánh đi. Ấy đấy, bên đó rồi. Đánh đi, ta đặt đèn cho sáng nè. Con này coi chừng nó đẩy á nha. Có chịu cái nó đẩy á. Ta đẩy nó mà. Hôm bữa trước ta thấy nó đẩy ta khó chịu lắm. Ta thấy ta đẩy nó mà. Rồi nó nghiện, nó xỉu rồi đó. Rồi chưa lấy đầu đi. Lấy đầu làm... Ồ, sao cái con đây nó hiện có một con Yeti nằm đây nè. Có con phù hủy tuyết. Phù hủy tuyết. Ồ, nó xa chỗ này gì xuống đây, xa chỗ này chứ không phải chỗ này đâu. Tao cất đồ cái. Không đem gương Suker à. Trời. Tao có ba lô mà. Yeti Alpha, để tao lấy cái này đi. Có lấy bơm không? Thôi lấy đó chi. Tôi quên cái chơi lựu đạn không? Còn không thì tôi mang về cho mắm Nuri. Không chơi lựu đạn nữa. Thôi, để tao mang về cho mắm Nuri. Ý à, chỗ khác chơi. Thiền luôn. Ây da. Rồi xong. Rồi đi liền luôn, gì xuống đây, liền luôn. Đâu rồi, ngầm đâu, đi. Đây, rồi để ta coi là hướng nào vậy. Ồ, hướng này. Ủa. Ây da. Ơi, ơi. Con ngầm đâu rồi. Mày. Ủa đâu hả. Đó kìa. Lên. Khổ thiệt cái chứ. Ok. Chuyên ơi, bài không mấy. À đây, chỗ này. À gì á. Chú tuyết. Ngoài chỗ này ta chưa giết á. Mấy màu hả. Chỗ này ta chưa giết luôn á. Wow, nhưng mà nhìn đẹp ha. Ờ, block này đẹp ha, mày xây nhà được á. Em cho hình niên bảy màu được á. Nhưng mà đào hết cái này chắc cũng mệt á. Ủa, từ sao có block trắng này vậy? À, chỗ nào cũng như vậy thôi. Woo. Mẹ bưởi. Này có gì không? À, giết ra được mấy cục tuyết. Chica que. Mày. Thôi đi đại đi, mấy con này dăm ba mấy con này. Ủa sao nãy mình không bay lên đỉnh ta? Này hỏi người lái chứ. Bắt cua. Ủa? Lỗ ta. Cua mà có cái lỗ ta. Nấu thế nhờ. Nấu thật đấy. Ồ, có kiếm băng nè. Ngon. Có mũi tên nè. Ta cắn thử cái cung coi. Ủa rồi. Bên này. Có cái lỗ này. Vô qua đây ta bắn thử cái cung coi đóng băng không. Ồ, đóng băng hiện nè. Có. Này bị đi chậm. Oh my god. Ừ, biết vậy mình đáp trên cho gần. Ơi, nè. Không mấy mình đào không ai. Ủa sao ta đào không được? À, cái cúp gì xuống đào nhanh hơn ta luôn à. Ảo thế. Này, đào đi. Block gì Chicago trời. Ơi, block này đừng cứng lắm nha. Ừ. Xây nhà khỏi phá luôn á. Cứng cực luôn á. Cái ngồi lắp. Hết hồn, tao tưởng đào ra nó còn thêm một lớp nữa chứ. Ừ, 49 block, quá đã. Lên đỉnh.
đỉnh đi. Liền luôn đi. Thì Quỳnh đưa ta lên đỉnh đi. Đỉnh nào cao nhất thì mình đáp đó nhỉ? Đúng đúng đúng, giữa thôi, cứ hai bên giữa mà tấp. Ừ. Đúng. Ý. Xong rồi cuối cùng nó nằm dưới lòng đất thì ta cũng buồn lắm á. Khó gì? Nói, nãy ta thấy có cái rương trên này nhìn giống cái rương của con boss lắm mà không thấy con gì hết trơn. Tại thường là con mấy con này là mình phải đứng gần nó mới spawn kìa. Gọi dù tôi con này tôi sẽ quên giết ngày ai nhận thành tựu. Chắc cả hai á, thôi gì quên cầm luôn. Hả? Ủa sao giống mấy chỗ bình thường mà đi vậy? Nè. Ô có giáp nè. U có cây glass nè. Có trái tim. Nhưng mà không có gì hết trơn. Là sao ta? Con này nằm đâu trời? Để lại cái đầu Ruby ra. Thôi để lại cái đầu gì chứ Win ơi. Anh nghĩ là qua bên góc, bên góc kia, chỗ khác á. Win ơi, mình sẽ kiếm em chỗ giống vậy chứ Win. Ê, đây, đây, con này nè. Không phải đặt block cho tôi không? Bay được mà, bay đó luôn. Đây. Đây bên này nè. Trong đây. Tôi mong là nó sẽ còn một cây kiếm cho chú Win. Cái kiếm này mình... Để đào ngay ngay khúc này nè. Tại khúc này nè, trời ơi, cái đó đào cái nó thêm một lớp bự dưới nè, đi à. Có không? Thằng nghi lắm, thằng nghi lắm. Thời mấy lông mình cứng quá. Nè, thằng nghi là thế nào cũng đúng nè. Trời. Thấy chưa? Đấy nè, trời ơi, xuống cái lớp này nè. Đất ơi, như nãy đó, đào đây nè. Khổ gì siêu huynh quá. Trời đất ơi. Khổ đâu quá. Quá chịu vô cùng. Đấy. Đi. Trời ơi, bóc này là block gì đây? Aurora. Trời ơi. Ui, từ từ có chỗ bạc đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kìa, nó kìa, nó kìa. Để ta xử cho. Ủa, xử đánh được. Đi. Đánh được. À đây đây. Trời ơi, sao ta đánh có cái. Rồi, hay quá. Không giữ gì cho nổi. U có cái cung cái đầu. Cơ bao vậy nè. Cái này là cái cung nó tự tìm tới đó hủ á, ta nghi lắm. Rồi thử bắn nha. Wow. Ấy da. Đấy, thiệt kìa. Tự tìm nó thủ nè. Ơi vậy tính ra hai cái này là tái siêu huynh ngon luôn á, cái kiếm ta cũng mạnh lắm. Cái đó bị gì đấy, thử đánh ta thử xem nè. Bởi bởi luôn rồi. Giỡn ha. Mạnh dữ chưa? 40 sức tấn công á siêu huynh. Hả? Nhưng mà sao đánh ta mất con tim vậy? Nhưng mà sao nó bởi rồi? Tại vì nó là class mà siêu huynh kính mà. Vô nghĩa. À chứ là tưởng cái kiếm kia quánh được nhiều lần lắm. Ờ luôn. Bây giờ lại kiếm con hai đờ ra. Trời ơi. Ui nhưng mà cái map này chỉ mở được tới bên khúc bên góc này thôi là hết map rồi. Là nó chỉ tìm được trong cái tọa độ khu vực của nó là gì chứ ơi. Ô đây 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 có cái tay từ Whitley Squan nữa nè. Nãy gì chứ nó lấy nhiều đồ ăn không? Nhiều lắm. Ừ. Nhiều chắc là con này nằm trong đây á. Đây 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 đây. Rồi rồi. À, đây, 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 rồi liền luôn. Ăn rồi, ăn rồi. Rồi liền rồi, luôn, nhảy xuống liền luôn, nhảy xuống liền liền luôn đi. Rồi dế đi bên đây. Hay quá. Đánh vô cái chân giữa của nó đó, đánh vô cái chân giữa nó đúng rồi. Đây, đây. Đánh vô, hay quá. Con này nó cũng cùi lắm gì xuống bên đây. Nó trâu dữ vậy. Thì nó được cái trâu thôi chứ nó cùi. Đánh mình có mất máu đâu mà lo. Trời ơi. Để ta bắn cung phụ nha. Bắn phụ đi chứ nó trâu quá. Ờ, nó phản tác dụng cung gì xung quanh đây. Hồ. Kiếm gì xung quanh nhiều đam vậy em đánh gì cùi vậy. Kiếm hép rộng quá trời. Trời ơi. Sắc bén nhiêu rồi. Sắc bén sao. Trời ơi. Thấy đánh cũng lâu, chắc hiếu xâm xét á. Con này nó có kháng lửa không vậy? Có. Xung quanh thấy kiếm hèn. Lửa hay nãy giờ nó có cháy đâu. Hèn gì nó lâu. Không sao, nhanh mà. Ơi, con này. Mỗi lần quánh là nó cháy dữ vậy trời. Ồ, tính ra ta tưởng cái giáp của dì Sư Huynh là chống cháy chứ nhỉ. Giáp này không có chống cháy Sư Huynh ơi. Mà người ta đánh thì bị cháy. Ờ. Đấy, đơn giản không? Rồi luôn. Rồi, để nó hơi choáng xíu thôi, nó trắng trắng xíu á. Trắng xíu á. Choáng mà, choáng mà. Choáng hả? En mà, en screen. Đây, 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 đó lấy đi. Có máu rồi, cái kiểu nè, này muốn làm giáp á. Ô nhiều ấy, ta xin ồ hết. Thôi cho ta xin đồ ăn này hồi phát full luôn mà. Vậy hả? Ừ, nó ít chín luôn á, ít chín đồ ăn luôn nè. Full đây, course đây, xuống xuống, cất gồng xuống cái. Thôi vậy? Test thử thôi, còn mà không có mũi tên. Ờ, đây, để ta đưa cho anh. Đây. Ender kìa, anh nghĩ là dịch chuyển á, chỉ muốn bắn dịch chuyển thôi à. Hay là đổi dịch chuyển được ta đâu ta.
Mấy cây cung này ngon đấy. Hiểu vấn đề. Rồi đi thôi. Rồi đi liền luôn. Bây giờ là chúng ta xem coi tiếp theo là đánh con rat nè. Bây giờ đánh con rat. Ờ, Dị Sư Huynh có đầu rồng rồi đúng không? Hả? Có đầu rồng chưa? Ý là cái đầu rồng hay ra. Có. À nghe anh em kênh chat là sẽ có cái khu vực để mình đặt cái đầu vô để mở cánh cửa đi với con rat đó. What the hell? Ừ. Vậy là không được sưu tập hả? Thì mình đánh thêm con khác được mà. Trời ơi. Bữa ta có lưu điểm con rat. Ờ, ủa cái bản đồ đâu rồi? Rat là kem đánh răng á hả? Không phải con rat trời ơi, con rat. Con rat để đánh răng đúng không? Nè, cái màu trắng này ta. Màu trắng này ta sợ nghi là cái lâu đài, kiểu như lâu đài kết thúc trò chơi hả? Bên cái thế giới này thôi. Quỷ gì? Kiểu như lâu đài là mục đích cuối cùng của cái thế giới này á, để mình gọi là khám phá rồi á, là đánh con đấy, đánh mấy con boss xong là tới cái lâu đài là hết rồi á, không còn gì để mình chơi rồi. Ăn mì cay không? Không ăn mì cay đâu, cay lắm rồi. Trời ơi, cái bản đồ này không thấy được con gái thì xung quanh nè. Ui từ từ, để mình con mình có thể chế được không ta? Chế gì vậy? Chế cái bản đồ này nè. Ô chế được gì luôn nè, cần lông chim. Rồi thua. Cần Raven Feeder. Trời đất ơi, con này tìm tới khi nào? Đây rồi, Dị Sư Huynh ơi, tới rồi đây. Tới chưa à? Tới rồi. Nó tới hùi vậy? Đúng rồi, nó tới hùi rồi, giờ mình phải đi từ cái dưới của nó. Này, chỗ này. Ui, tới đây cái nó lắc kìa. Ui dồi ôi. Đây, Dị Sư Huynh đặt vô cái bàn thờ kìa. Giờ trong cái chơi. Ủa, dính ta. Rồi, rồi, đây, đặt vô cái bàn thờ đi Dị Sư Huynh ơi. Chị đặt đầu con rắn vô. Đấy, có thành tựu rồi đó. Ủa, sao Dị Sư Huynh hai thành tựu vậy? Ờ, ta cũng biết nữa. Giờ đi xuống đây giết con Knight Phantom là được. Ui, đầy rương luôn. Tới rồi nè. Tới luôn rồi đó, giết luôn đi, liền luôn. Ủa? Giờ đánh lẻ lắm, thề. Tại vì đánh chỉ cần cái con chùm thôi. Kiếm mấy con chùm mà giết. Con sửa cái con thật á. Ủa? Đâu rồi? Chết quẹo rồi. Ủa? Rồi gương đâu? Gương đâu? Real effect. Ủa sao chỗ này đặt đuốc vậy? Ủa? Real effect. Từ nha, hay là còn chỗ nào con này nữa ta? Ui, con gì nằm đây nè. Lên tôi. Ô, một cuốn sách Enric King 2. Trời ơi. Hay con này nhìn bữa ấy. Thằng nào đây? Con này nhìn bữa đây. Gớt cái gì không? À, khứa này nó ngồi trong đấy điều khiển. Ảo đấy. Ô nhưng mà sao không có rương nhỉ? Chúng ta cái chỗ kia của ta thì có rương nha. Chỗ kia ta giết là ra rương á. Hình như là do mình đánh sai rồi phải. Không biết là giờ lên vô được cho ta. Chỉ hy vọng là giờ chúng ta có thể vô thẳng được chỗ con gát là ok. Rồi đi hướng này. Let's go, đi hướng này. Lần này chắc là vô trong khu vực đấy là hết bị rồi. Ôi giờ bây giờ mình đào đậu rắn này sao nhỉ? Ô đào được cái này, lượm đem về trang trí luôn. Cái gì quấn đầu nè. Ơi, ta tới hui à. Ta dùng shader khác ta thấy sáng lắm. Ý là ta bị mù á. Bị mù hả? Ta không bị ta. Đó rồi, hay là Dị Sư Huynh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào ta? Nãy ông chừng Sư Huynh giết con chính á. Đúng không? Bị mù à. Tới giờ mà xung quanh ta nó hư ảo lắm. Còn gì nữa đây, ra chỗ khác chơi mày. Ảo hơn đấy, thế là còn thiếu cái gì nữa ta? Nhưng mà Dị Sư Huynh vô đây là Dị Sư Huynh không bị gì đúng không? Bị mù. Ồ, hay ta mở cửa này nè, vô đi. Hết mù chưa? Vẫn mù nha. Con này đi ra. Trạng thái không ấy. Ui, trong này là theo như khuyến cáo thì không nên đấy. Đâu vậy? Ui, đem cái cửa này về được không? Đi ra đi vô vậy. Hình như này mình phải giết boss mình mới xong được cái cửa. Thôi bây giờ tìm cách cho Dị Sư Huynh hết mù chứ đã. Giờ chắc là phải bay ra khỏi khu vực này. Đợt trước thì ta bị mù nha, nhưng mà giờ ta hết rồi. Không chừng nãy Sư Huynh giết luôn con chính rồi đó. Con chính là con gì? Thì sáu con đó đó. Để đánh con à. Thì không chừng con đó con chính luôn á. Nào thế nhỉ? Đây con gát chắc nằm trong này nè. Ấy lồng to kìa. Bây giờ ta lên ta giết luôn ta. Vậy Sư Huynh còn mù không? Không, ta không có bị mù, ta hết thấy đường rồi. Ok. Thế bây giờ đi chỗ gái này đi, bây giờ bay đi tìm cách hóa giải ra bây giờ làm sao ta? Không mấy Sư Huynh quánh nó xong đi rồi xíu nữa mình đi tìm con khác chứ. Quánh con cũng có được thành tựu hai người đâu. Đây thôi, để ta đánh con này. Ừ, bắn nó luôn đi, bắn bỏ nó đi. Rồi đó, mình đi tìm con khác. Nó spawn ra rồi, để ta lấy cái cung nữa. Trời ơi,
boss này hay. Khó lắm á. Này tối hui à. Tối hui à. Nó khóc một cái mà nước mắt nó như dòng sông luôn mà. Sách boy hả? Nó sách gơ cái gì luôn nè. Mày. 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 Con này như con mực vậy á. Là nghe thương quá thì Winner ơi. Ấy nó quăng fireball kìa. Ghê chưa? Mà có thấy khỉ khô gì đâu. Tại vì Sun không được chiêm ngưỡng cái trận đánh gọi là nó hành động như Hollywood luôn. Cần gì ta nhìn trên map ta thấy hết rồi. Cái gì tím tím bắn cục vàng vàng nè. My god. Như thế nó không được chân thật. Mày. Trời ơi bắn cung. Bắn cung hơi khó. Mày. Mày. Ừ. Bắn dưới đây cũng nó mới được. Thề luôn con boss nào cũng phải đánh chân giữa nha. Giết gà vậy. Rồi đi này. Hai hit nữa. Cố lên. Rồi, lượm. Yeah. Giờ lấy cái đầu thôi. Ui, ui, gặp rồi. Trời không thấy gì hết, không thấy gì hết. Cẩn thận view này, đây có view này, view này. Tao nhìn như ta đang bay vậy. Ok. Rồi để ta đào được cái cửa chưa? Cái cửa này không đào được gì xuống đây. Chán giờ, tưởng nào được đem về. Mày, bưởi. Ui bên kia có mấy con gắt cưng thế nhỉ? Mày gắt con nó không bay được gì luôn ơi. Còn ta thì không thấy đường. Ui xuống là mù. Oh. What? Cái gì vậy? Gắt chap. Wow. Đã dữ ta. Đào được không? Không đào được. Ủa rồi cái cửa hình gì đẹp thế nhỉ? Ôi trời ơi. Khổ quá mà. Rồi ta trở lại gì xuống đây. Trời ơi bỏ người mù đi đâu vậy trời. Ở đây ta thấy có cái đồ hay lắm. Nên ta vô ta chơi thử mà. Chơi tiếp. Woo. Ờ cái gì nói vậy. Còn hát được nữa nè. Thôi nó đó bé bé chim luôn. Ờ, thôi ta đi chỗ khác chơi. Con này kinh khủng quá. Ông này kinh quá gì chung anh ơi. Đây, lên ngựa. Lên ngựa. Ngựa ở đâu vậy? Đây trên đầu nè. Ấn chuột phải đi. À đây đây đây. Đi ra chỗ khác chơi thôi, giờ ra khỏi khu rừng này. Trở ra chỗ khác đi, không chơi ở đây nữa đâu. Oh my god. Rồi hết chưa? Mù rồi, hết mù rồi, thấy ánh sáng rồi. Yeah. Không, bên này làm gì có ánh sáng gì không anh? Ủa này là nhà của ai vậy? Củ đơm đớm. Rồi xử đi chung anh ơi. Khai nhãn đi. Hy vọng lần này sẽ ra. Chuyện hết tụi nó đi. Sao tụi nó yếu xịu vậy trời. Không biết nó có ra rương không ta. Lần trước nó có rương mà. Nó thấy không có rương ta. Đây còn con nè. Ơ. Ủa đâu. Đây đây có rương, có rương, có rương, có rương. Thầy ơi. Thế ta xin cái này. Ủa chứ hả Sư Huynh chưa có đó hả. Chưa. Bữa ta. Ta không biết cách để đặt cái đầu á. Nên là ta không mở được. Đây có mấy cái nón này. Sư Huynh lấy mà sưu tầm. Ảo thiệt á. Lấy mấy cái nón Sida vậy chứ trời. Trời ơi giờ sưu tầm giáp gì Sư Huynh ơi. Ta có một cái trong người luôn nè. Đấy. Rồi giờ dẫn gì xung lên đánh gáp thôi là xong rồi đó. Rồi. Ai đi lên hả? Ủa đâu rồi. Chơi đặt lóc ra nội. Đặt lóc đi. Bay lên. Lóc đâu mà nè. Có lỗ mà bay lên. Oh my god. Rồi giờ ra ngoài bay lên trên thôi. Ui. Hôm nay thấy lần đầu tiên có. Bên này có hoàng hôn. Thôi rồi. Ui. Bên này có hoàng hôn nè. Đâu. Kìa. Bên này sao ta thấy có hoàng hôn vậy? Không. Trời ơi, hoàng hôn kệ cha nó đi chứ. Rồi đi thôi, let's go. Mình. Vô thử vô kia còn mù không? Hết mù rồi. Nãy quánh cái kia không có cái kia. Rồi tới hết mù đúng không? Hết mù, hết mù. Rồi lên xử thôi, lên xử thôi. Vì cũng nó đem cung không? Thì xong mày rồi. Vì cũng nó đem cung không? Có, ủa? Có, chỉ hẳn với đầu sư huynh này nè. Sao lửa không vậy? Không không, còn. Rồi liền luôn ấy. Bắn vô cái chân giữa, bắn vô cái chân giữa, cái hén của nó. Đúng rồi. Ủa sao cung Sư Huynh mạnh vậy? Bắn phát. Ờ nó hồi máu nha, nó hồi máu nha. Ờ Sư Huynh ơi, vậy ta bắn trúng Sư Huynh á, thả ta xuống được không? Thả xuống hả? Thả xuống sợ khó chơi á. Rồi chơi đi. Ta bay để ta quan sát. Để ta bắn phụ nha. Đây để ta xử lý phụ cho. Cố lên. Một hit.
Cố lên. Đợi nó há họng cái bắn vô họng nó luôn ơi. À là bắn họng nó cái là nó đau hả? Oh. Rồi bây giờ tao mới biết á. Thôi kệ đi, cứ bắn vô cái chân giữa nó đi. Ờ quay lại há họng ra cái đi. Kệ nó há nè. Đúng rồi. Hay quá rồi, xuống mở rương luôn, dưới chân luôn. Đấy hả? Ờ dưới chân luôn. Rồi. Rồi lấy cái đầu luôn. Xong chưa? Lấy hết, không có chừa gì hết á. Hết luôn. Lấy cái lóc Aurora này. Rồi giờ chúng ta sẽ chuyển sang con con gì tao quên rồi, để tao coi lại cái. Con mèo ngu ngốc. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua. Hồi nãy là ta giết có con Snow Queen đúng không? Thế là bây giờ dì Xuân phải giết con Snow Queen nữa cơ. Đúng vậy. Ừ, hãy lên ngựa. Từ lên ngựa. Với lại bây giờ chúng ta sẽ đi tìm con Snow Queen. Theo ta thấy thì hướng này. Hướng này. Đó đó kìa, đánh liền đi. Để coi nó có ra kiếm nãy không? Nãy ta chưa kịp coi kiếm nó luôn á. Đây. Quái băng mà gặp kiếm lửa là đi. No, nó tìm được Seeker thôi. Seeker mã hậu à. Gì Seeker mã hậu đi cái gì? Đây, có mấy cái gì không? Hết rồi. Rồi luôn. Quánh bói xong anh đi out game luôn mà. Bịp ơi. Sợ rồi. Bịp ơi. Rồi giờ chúng ta sẽ đi đánh một cái nơi mà ta chưa từng tới luôn. Thế là giờ phải đi tìm á. Là đánh con này xong mình rồi. À? Bây giờ mình sẽ đi tới khu vực Zan Cloud. Đây mà từ đi tìm cái kiếm đó thì quên. Trời ơi. Tìm cái kiếm. Mày nghĩ trong mấy cái đỉnh đánh đầu á, đỉnh mấy cái tháp này nè. Ở trên đây không à. Rồi ta chui xuống coi. Ây da. Cà thịt. Ui. Đâu rồi? Ờ giáp. Chiêu aura hả? Chiêu aura có tỷ lệ đánh gây hiệu ứng đóng băng cho đối thủ khi mà mình mặc cái này. Bên đây. Không, cái này không phải. Cái này cùi. Chỗ này cứ đặt heo là nó cứ càng cao nó càng đổi màu. Wow. Block này đẹp đấy. Cũng không có gì. Giáp này có này, mũ có rồi. Trời ơi. Thế thôi, đợi anh em kia là xong rồi, giờ mình đi tìm cái chỗ kia thôi anh em ơi. Lấy block này. Em về khè thanh niên mấy màu chơi. Đi bên đây. Rồi, hết rồi, gì đi bên đây, đi thôi. Ở trên mấy cái đỉnh không mà, không có gì. Hết rồi. Không có kiếm đâu rồi. Giờ chúng ta đi tìm lâu đài trên mây thôi. Ơi, ta nữa. Hết cô. Ta lượm được một cái cung băng. Lâu một đài trên mây. Đây, chỗ này nãy mình vô mình bị mất máu nè. Giờ không biết vô còn không? Đấy, hết rồi. Này là gì vậy? Sao nó bự cho bá núi vậy? Ta chịu á. Xuống thử đi. Không có thử. Mình đang trên mây đi Sư Huynh. Ê, hình như mình thiếu. Tui kìa Sư Huynh ơi. Gì ơi ai? Ê, nó mặc giáp sắt luôn kìa. What oh my god. Trời ơi, cái cúp. Cúp bự cho bá luôn. Cúp bự cho bá luôn. Ủa, nó tên Giai Anh thật nè. Wow. Thiệt là hấp dẫn. Chú Huynh thấy ta cầm cái kiếm bự không? Ảo đây. Chú Huynh ơi, còn cái kiếm bên này nè, lấy lụm luôn chú Huynh ơi. Oh my god, kiểu như bên này là khu vực nhà của những người khổng lồ nhưng mà sao nó lại làm mình ta? Uầy, chắc nhìn ta chiến nó vậy chú Huynh coi này. Trời ơi. Đây, còn này này, đấy. Ôi giời ơi. Hồi nãy ta coi trên YouTube ta thấy ở dưới còn phải đặt cái hạt đậu thần để đi lên á, kiểu giống như cái nhưng mà mình có rồng rồi, hạt đậu thần vứt. Oh my god. Nhiều đồ phát để ta đi cất nè. Ui dồi. Dở ta đặt block cái nó nằm dưới này luôn rồi. Ủa trời heo. Nè. Chìm luôn rồi. Chìm sâu rồi giờ đập sao? Được không? À đây chung. Sao được. Ủa đập may về nhà chứ huynh. Đập được đâu? Hay là cần cướp mềm mại? Cướp mềm mại. Đây. Ủa được, đem về nhà xây may chơi. Trang trí. Lấy đi, ta full túi rồi. Đào nha. Wow, thiệt là tuyệt vời. Ủa block dưới này là gì? Bloody Cloud. Wow, nó là nhiều block luôn á. Ok, để ta đem block về. Đấy. Đem may về cho buôn làng. Nó còn thêm một lớp nữa nè. Ảo ý nhờ. Nhiều lớp lắm á. Không ổn rồi. Gì vậy? Tụi ấy bên đây còn 4 thằng cậu bé ngốc lận. Hả? Bên này còn nè, thiệt luôn nè. Còn ta luôn nè. Liền luôn đi. Liền luôn đi, đồ VIP thì liền luôn đi. Mấy cái đồ này về trang trí được đó, đồ liền luôn. Mốt bưng. Có cái nào chém cái đầu tôi không ta? Chị có nó đem kiếm không?
quên đem rồi, không có về nhà cái được. Ừ, nghe đây ta coi coi, có cái kiếm không? Ta nhớ là ta có cái kiếm đấy. Ờ, ta nhớ trong tương lai thôi, còn bây giờ không có gì luôn nè. Đây đặt quay to nè, về lấy kiếm đi. Về lấy kiếm chém đầu đi. Đi liền luôn. Liền luôn, liền luôn, ta dụ chỗ này cho. Liền luôn đi. Oh my god. Vào đây mấy đứa. Tụi này hình như là nó spawn liên tục hay sao ấy. Đây đây đây. Hình như tụi này nó spawn liên tục cái gì xung quanh nè. Chém liền luôn. Ừ coi coi có ra không? Ra được cái đầu đây, to to là đẹp luôn á. Mà ta nghĩ làm gì có cái đầu nào mà to được vậy á. Cái gì xung đánh nó mệt dữ vậy. U vừa vừa thôi, cái kiếm này nó yếu chứ quên ơi. Ủa có cái đầu không? Có không? Không có, hồi xử tụi nó luôn cho lẹ. Thôi rồi. Not. Không thì mình lên luôn tầng mic đi. Tại vì tụi này giờ có kiếm mới có cúp thôi à. Mấy này có hết rồi. Không còn gì nữa đâu. Ok. Đây nằm trong đây nè. Trong đây luôn á hả? Ờ dưới lòng đất á, dưới lòng đất. Là cái khu vực nắm đó dưới lòng đất. Tại thấy nó có cái gì dưới lòng đất á. Thì vô nét 4 xuống coi. Đấy, có gì nắm không nè. Nè có con cái lũ mũi nè, đúng rồi nó nè. Đúng rồi có con lũ mũi, có con lũ mũi dưới này nè vô nè. Đi liền đi. Đi liền luôn đi. Ủa sâu dữ vậy? Sâu á, sâu ác. Đâu bên này nè. Đó 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 nè. Rồi rồi lụm nó lụm nó. Rồi mày. Ui nhiều con thế. Mày. Cho tao hạt đi. Giống. Cho tao hạt giống. Đâu? Hạt giống đâu? Tỷ lệ hả? 85% mà. Ủa 85% là lớn không? Mày sao dư. Đúng rồi. John. Con này tên John hả? Ui cái gì đây? John. Ui nó có quặng luôn nè. Oh my god. Trong này hả ta? Ủa trong đây gì luôn ơi? Đây 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 đây. Trời ơi. Có chưa? Có chưa? Rồi có rồi, có cái hạt rồi. Rồi rồi lên luôn, đi liền đi. Đây, I'm on cloud 9 nè. Cho lượm nhé. Đây đây đây. Cục với. Rồi rồi. Đó rồi. Liền luôn. Rồi đưa ta cái hạt giống rồi. Bên trên nhà nội. Đặt ở trên á. Giờ đi lên, đường đi lên, đường đi lên. Rồi, giờ gieo mầm nha. Hay là gieo từ đít nó xuống hả? Ôi ơi, thấy nó xanh xanh lên kìa. À đây, chỗ này đúng rồi. Ui ôi. Wow. Thiệt là thiên lý ơi, Isuna nè. Cây đậu thần, mà Isuna ngay cháy rừng bên kia kìa. Ừ, cháy kìa. Hảo thật đấy. Mấy cái kỳ thông ba. Ừ, chứ nó không cháy kìa. Đi bộ vui vẻ nha. Giờ bay lên thôi chứ nhỉ. Này, đi bộ làm gì. Rồi, giờ chắc là đúng hành tụ của nó rồi đó. Giờ nó đây giết kia mấy con to to là đúng hành tụ quá vậy Isuna ơi. Chui vô đây. Mấy con to là mày chui vô đây. Ba gì đây? Cho cái hành tụ coi. Trời ơi. Mày. Trời ơi nhiều cúp quá vậy, bán cúp khổng lồ thôi. Nhìn ta nè. Ơi mấy cái này đào nhanh hơn không ta? Chị xuống coi nè. Ú. Nó như ven mining ấy. Ờ. Thì nó cũng chỉ vậy nhưng mà cái này nên trưng bày đi gì xuống nè. Cầm nhìn nó đường rào. Giờ ta nghĩ là chắc được rồi đó. Đi rồi, đi qua bảnh thôi. Đi gì xuống ơi. Đi. Thấy không? Đâu rồi, dầm vô được. Ui vẫn chưa được, what? Ủa? Ủa? Là sao vậy? Là sao ta? Later. Chú anh ơi. Ừ. Mình xuống dưới đi. Mình quay lại cái chỗ nãy mình đặt đậu thần đó, mình xuống dưới. Phải xuống dưới nữa hả? Xuống dưới tiếp, xuống dưới tiếp. Đi 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 đi, đi lên đây, lên đây, lên đây. Bên nào vậy ta? Đi lên 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 lên, lên đây, đây, bên này, bên đây. Chuyện giờ mình cần tới cái cúp bự này đó. Ồ. Sư huynh F4, sư huynh tìm cái cục obsidian to to ở dưới đi. À, nãy tao có thấy. Tại dưới đây luôn, đi xuống lại luôn, đi liền luôn. Đi liền, đi thề. Liền luôn á, thề. Sao nó quằn dữ vậy ta? Thấy đâu dưới này nè, đó, bển kìa, bển nè. Đây, chỗ này đúng không? Đúng rồi. Rồi làm gì đào hả? Đào bằng ven mining kìa rồi. À, phải xài cái cúp bự á. Trời ơi. Mà cái đó đào được obsidian không? Hề, đúng mấy cái con quái này. Trời ơi, ta nghĩ được á, nhưng mà Mình đào được á, mà kiểu cần thời gian á. Cần thời gian á. Mình có cái rương ở trọng á, sư huynh. Ồ. Ráng đào nha. Đây, để ta đào cho. Sắp xong rồi. Bro. Trời ơi, ta vừa ta kìa. Trời đất ơi. Đau nồng. Ủa nó nằm trên hay dưới?
Sao ta biết được? Ở trên. Hay đào từ trên đào xuống. Đào ở trên. Ở trên đây nè, có cái rương nè. Xung quanh tôi nó làm gì tôi kìa. Nó gờ gì xung quanh chứ có làm gì đâu. Ôi nó làm gì kỳ lắm. Rồi. Liền luôn. Từ từ ơi, khứa này. Wow. Đèn thần Aladdin. Oh my god. Cái đèn thần á, sư huynh ơi. Ủa cho ta với, ta bị mấy con này. Đây. Cái gì này kỳ cục quá. Đây là đèn thần của Aladdin nè. Này, vậy vuốt đi. Vuốt cho nó ra. Ủa này làm cái gì? Ở gì vậy? Bi phai. Thôi cho ta xin lại cái đèn thần coi. Đây, người ta kêu lấy cái đèn thần này chĩa vô mấy cái gai nãy để đập á. Đi. À. Là giờ phải làm thành tựu là đánh cái gai nữa hả? Ý là mình đập được cái gai rồi đó. Mình biến cái gai đó thành cái cục đá thì phải. Hóa đá cái gai nghe nó hơi vô lý xíu mà nó có hợp á. À hướng trên này vô đây. Bấm chuột phải vô. Đây. Ít ra xuống rồi, xuống rồi. Rồi đập được nè. Ủa. Hiểu không? Ngoài giờ sao nữa? Ủa là ý là đập cái gai để làm gì á? Có phải thành tựu không? Mình đi vô trong cái tòa thành này nè. À, là giờ mình vô được rồi. Mình bay đồng gì xung quanh nè. Ủa vậy hả? Cảnh đâu đi đó. Có trái không ta? Không. Hết rồi. Hết rồi. 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 Mày tông rồi, mày xong rồi. Hôm nay có boss gì ta? Tại vì ta chưa tìm hiểu trong cái này. Mình đang có boss. Thế mình vô mình tìm hiểu ha. Đi liền. Ồ, có thành công rồi. Này là cái gì vậy? Mở ra. Cửa nó đẹp kìa. Thôi thằng nào này xuống thôi. Đâu? Thằng nào nè. Thằng nào? Mày hổn. Ủa? Ê, thí dụ cho ta nhìn thằng đó được không? Nó quánh tôi xuống ơi. Đâu. Trong này có hôi à. Ta nghĩ trong này có rương xịn á. Úi, cái gì nữa? Gì ở đây vậy? Trời, cái cửa. Ủa con gì nè? Con gì? Ná. Harin cu bé, người yêu. Người yêu y à. Ê, ẩu à. Coi gì trơn. Ôi, đây nhiều con này lắm mà. Thôi mình vô lâu đài đi chứ, mình đi đen chi. Mình vô lâu đài nữa chứ. Giờ mình xâm nhập xuống dưới đi. Đi sâu xuống dưới. Oh my god. Này chỗ này không có cái rương nào sao? Ui, cái này không free cam được. Tưởng mạnh cỡ nào. Ai về cũng chỉ có thế thôi. Ghê chỗ khác chơi. Cái này đập được không? Ủa đập được. Đập được. Cái cửa đào được gì xuống nè. Dạ này. Mày đi ăn coi. Đang đào. Cửa này đào được nè, ngon. Được, lẫm thôi. Ủa, lòng gì đây? Ủa, lòng bể vậy thôi. Ngồi đây cái coi. Ê, đạo này giờ làm cái cửa là không ai biết luôn. Ồ, yểm hết mấy cái cửa này về. Hả, lụm hết luôn hả? Ủa, gì trời. Trời, tao tưởng mấy con này là con gì mạnh lắm. Đánh cái một cái chết rồi. Boss đánh rồi không chết, giờ mấy con này. Giờ trong này không có boss à, thế là xong hết rồi sao? Nó có cái cửa gì á. Nó có cái cửa gì đấy. À bên kia gì quá, bên kia kìa. Nhìn kìa, thấy không? Rồi, đi trong đó có boss, trong đó có boss á. Để đào hết mấy cửa đi. Ủa, sao mình nó bay gồng quá bến. Không, ta muốn đào mấy cửa mà. Trời ơi, đào chút giờ chi. Thôi đi, đi bộ. Tôi giỡn luôn hả? Đi bộ gì chạy. Rồi nè, tới nè. Kìa, ta thấy có cái chữ gì trên á. Tại bữa ta có vô khu này rồi. Wow. Ui. Chị Huynh nhìn này. Nó có cái khỉ gì nè. Nhìn đẹp lắm. Đây. Nhìn như kiểu tàn tích gì đó. Chữ mã gì vậy anh á. Ừ, cái đấy phải đi. Cái đó bay lên trên là thấy à. Nhưng mà quan trọng là trong này nó có gì không. Dưới này thì sao. Ở đây có cái cửa nè. Coi cửa này cửa gì đây. Cửa này chắc đi lên á. Cửa đi lên nè, xuống đây, cửa đi lên nè. Nhảy xuống đây. Ê. Xuống đây. Đây bên này. Ui, ủ.
Có khi nào mình vô này xong xe bờ đóng luôn không ta? Kiểu kết thúc thế giới á. Tại bữa ta thấy nó ghi là Final World. Final đó, hết rồi đó, hết vậy rồi. Hết vậy. Yeah. Final boss. Không thể đập. Hả? You win. Là sao nữa? Join the Twilight Forest Discord server to follow the last update. Final boss here. Bạn có thể tham gia vào Twilight Discord server để theo dõi những cái update mới nhất về cái lâu đài hoặc là những cái content chủ đề khác ở trong này. Ủa là cái này nó mở chưa? Rồi cái final boss kia là đâu? Thì đó, là giờ sao đánh con boss? Hay là nó chưa update con boss ta? Có thể. Ừ, tại vì không đập được cái này thì làm sao mà kích hoạt boss nhỉ? Hay là trong lâu đài này có cái đồ gì đó để kích hoạt ta? Từ nha. Đấy là phải hỏi chị Google Maps thêm lần nữa rồi đó. Chị Google Maps cho nội. Ý là chị hỏi chị Google lộn chị Google á thêm lần nữa. Ui, này có gì đang hui vậy? Này gì đang hui vậy luôn ơi? Ui. Ui. Này gì đang hui vậy luôn ơi? Ơi. Có sao không vậy? Có gì với này đâu. Ủa cái này là may hả? Trời ơi. Cái này là may cha ơi. Ảo thật. Gì á? Ồ. Ủa? Ủa? Bạn có ăn cô hồn này không vậy? Bạn cô hồn nữa vậy? Rồi xuống dưới, xuống dưới, chắc xuống dưới được. Ở dưới, tao nghĩ ở dưới á. Ủa? Ồ. Sao thành đá này rồi? Rồi. Xong rồi. Hết vậy rồi. Xuống đây qua Campuchia luôn. Ôi. Ồ. Ủa? Ủa? Sao mình giống như, ui. Nó có mấy màu gì rồi, đặc sắc chưa? À, có. Ủa? Để vô đâu? À đây có cửa này. Ơi, mấy mình lấy này mình làm nhà được không? Uầy, nhưng mà nhìn nghệ nha. Ờ, kiểu nhiều phòng quá nè. Ừ. Nhưng mà không có cái khỉ trong này luôn. Cũng xéo. Tụi này đưa đánh mà nó cũng rớt cái gì ta. Ồ. Ơ, nhưng mà làm xong hết rồi, nó không cho ta nhận nhiệm vụ của mấy con boss nè. Ảo thật. Hết bị rồi. Từ nha, để ta coi nó coi. Nó có gì không chứ sao tiền cục vậy. Ừ, ta nghĩ là phải làm cái gì chứ. Cái chỗ cái con boss là ta thấy nó không có gì ấy rồi. Mà máy này nó cũng không chui vô được luôn. Ờ. Là nhẹ. À ở đọc chị Google Map là cái khu lâu đài đó là nó không có gì hết vậy Sun ơi. Ủa sao này bị bể vậy? Tôi mới đào á. Là cái lâu đài đó là nó chưa update. Trời ơi. Là bây giờ mình xong cái thế giới này rồi. Trời đất ơi. Thôi lu Waystone về hay gì Sun ạ. Final Castle. Coi như là một hành trình đi. Mình về sảnh Free Fire thôi. Ui ôi. Một hành trình rực rỡ gì xung nè. Ui nhưng mà tính ra mình có cái đèn khăn nè. Đấy làm sao có ai có được. Với lại mấy cái cửa nữa nè. Tụi nha. Để ta vô đặt cái cửa thử coi đó, nhìn nó nghệ không nha. Ừ cái cửa này hay ho nè. Nè cái cửa này hơi bị nghệ luôn á. Đâu phải muốn vô rồi vô rồi. Nghệ. Có đâu lắp đi 2 ngày nữa mất. Hả. Ừ ta nghĩ là đào được. Ê. Chưa đặt xong mà. Ship. Rồi. Đủ block không vậy? Hình như không đủ gì. Ta còn 24 cái nè. Đủ quá, chắc là đủ vừa cái cửa thôi. Ây da. Trời ơi, F4 đặt được block á cha nội ơi. Trời ơi, ta không biết đặt, đi phải đặt thêm ta cái lỗ đi. Thôi ta đặt được rồi. Trời ơi. Nó còn như vậy nữa nè. Rồi, ok. Rồi. Đào lóc này thôi là đẹp. Đặt được block. Ui giời. Perfect. Perfect luôn. Giờ vô nhà. Sao nhìn cái cửa ta lan ban như ta? Lúc mà nó hỏi là nhìn nó lan ban nó bị Jun ơi. Đấy. Trời ơi. Tuyệt tác nghệ thuật của những cái cửa. Xinh đẹp tuyệt vời. Ôi nó tự đóng luôn mà. Đúng rồi. Đấy. Nghệ. Ôi. Ơ nó cùng màu với cái cục kim cương á. Nhìn cũng ừ hay. Nhưng mà xíu ta hai đó đồng Emerald rồi. Thôi để kim cương cho nó đẹp vậy. Ai biết đâu. Người ta bảo là chơi không hợp. Trời ơi. Giờ có cửa rồi chắc hợp rồi đó. Ồ ta có cái đậu hần này giờ chồng đây không? Hả? Ôi chồng ở đây một phát là hơi bị nghệ luôn á. Đâu chồng thử đi. Nhưng mà chồng đưa tầm bậy tầm bạ không? Ờ ta nghĩ được á. Nhưng mà có khi nào nó chỉ đầm ở những cái chỗ kia không ta? Nhưng mà nếu chồng thì ta chồng ở ngoài thôi chứ ta không chồng trong này. Đây ra chỗ này. Cái sảnh ngoài này đi. Chỗ bự bự ngoài này nè.
Đấy, chồng ngoài này này. Nhìn là chắc là nó nghệ hơi, bị nghệ luôn á. À. Đấy, chỗ vừa đây này. Đấy. Thử nha. Thử đi. Ủa, sao đặt được? Rồi, sao không hiểu rồi đó. Hay là phải là cái đất kia ta? Đất kia nãy có ai lấy về đâu. Ừ. Nó bển mà. Thì xuống có cái cuốc không? Hồi nãy ở dưới có mấy cục đất á. Bây giờ quay lại đó lấy ta. Thử đi. À đúng á, đợi tao xíu đi, ta chạy về đó ta lấy đây. 5 minutes later. Đấy rồi, xuống đây. Tại hoài, ta phải vô đó. Cái đấy là đào không được, block đấy đào không được. Ta phải đi chui xuống kia ta lụm, mà ta lụm được thêm cái đèn cho dì xuống đây. Đèn gì vậy? Cái đèn thần của Aladdin. Hai. Giờ ta sẽ trồng ở đây. Ui, con gì? Thử cái đèn. Wow. Wow. Ồ, ta còn dư một hạt này, mình muốn trồng nhà không? Có cái đất không? Có, nhiều lắm. Ủa, đất nhiều lắm mà. Đấy. Ta phải đi xuống cho ta nhặt á. Ta cho Quýnh này nè. Gì đấy? Chỉ nhà đi. Trời ơi, tao có cần đâu. Ngoài. Cắm thẳng cái cây lên xe nhà chở luôn đi cho rồi ha. Nhưng mà đẹp nhỉ. Đỉnh đấy, nhìn nghệ thật đấy. Sao Quýnh ơi, cái đầu này mình đậu hay được á. Đầu nào? Ừ, biết mà. Trời ơi, giờ gì mình biết à. Nãy ta đậu hơi cái đầu gá tục lắm. Ừ nha, bây giờ ta cần tìm lại là mấy cái kia ta cất ở đâu hết ta. Mấy cái đầu kia của ta để đâu rồi trời. Ai biết. Tỡ rồi. Ảo thật đấy, ta để đâu rồi ta. À đây. Tổng cộng cái số đầu của ta tìm được. Oh my god. Đủ hết chưa ta? Cái máu phia này nè. Cái fairy tear này nè. Cái này mình lấy mình làm được cái cúp tự nung của sư huynh. Ồ. Được ý. Hôm nay nhiều thứ lắm. Khá là nhiều đầu á. Ai xời. Đẹp luôn, đẹp như trong tranh. Quá nhiều đồ để sưu tầm. Làm gì trời. Thế là cuối cùng ta cũng đã diệt trừ xong tất cả những con boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Là tuyệt vời, đúng 7 con boss luôn nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thêm con bò, mấy con khác nữa tính vô luôn. Uầy. Tuyệt vời. 7 con boss. Thôi, giờ ta tiếp tục đi enchant thêm cái bộ giáp giống gì sư huynh thôi. Dì sư huynh còn Ancient Tom của Protection làm gì sư huynh? Không. Hay có con bà nào đổi không? Bà hình niên văn á. Ồ, ok, giờ ta sẽ cố gắng enchant bộ đó lên thành Protection 5 luôn cho nó xịn. Ok. Đi đây. Tạm biệt sư huynh. Trời ơi, dắt cậu bán ốc đi phát. Xong hết luôn từ Whitline anh em à. Trời ơi. Không sao, mình là từng trải qua, mình gọi là có kinh nghiệm anh em, có kinh nghiệm. Đấy. Uầy, nhưng mà bây giờ anh em nhìn này. Thôi nhá, để mình ngủ cái cho trời sáng, bây giờ nó lắc quá thề. Đấy, anh em thấy không, lâu đài của mình có một cái cây đậu thần. Đấy, anh em nhìn này. Ui, nhìn uy nghiêm. Ui, nhìn đẹp chưa? Xoài. Chụp làm tắm liền anh em à, chụp làm tắm liền. Trời ơi, nó đẹp. Trời ơi, nó bơ phẹt luôn mới chứ. Em thấy đẹp chưa? Đấy. Ok. Tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời. Cuối cùng thì mình cũng đã xong hết tất cả những cái thành tựu mà chúng ta cần làm rồi anh em ơi. Ui. You spin me right round baby. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cất mấy cái đồ hiếm vào đây. Như cái đậu hần này đấy. Ai muốn mua thì mình bán. Còn cái này thì để tượng trưng cho cái đầu con boss. Trophies. Bây giờ mình thử coi cái này mà chế được anh em à. Thì mình làm. Cái này không chế được. Cái này không có cái đồ để đặt cái đầu con rồng, cái đầu mấy con boss lên em. Thế bây giờ mình sẽ lấy kim cương mình đặt hết tổng bộ những cái đầu con boss đây đi ha. Đấy. Vậy đi cho nó đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đầu con. Ok. Như con rồng. Đấy. Rồi à. Mấy con nào cùi cùi mà đặt bên góc ngoài đi. Đấy, mấy con này màu bạc mà. Màu bạc là chắc mấy con cùi thôi. Đây. Ôi. Đỉnh chưa. Ui ôi, đắt thật sự anh em ạ. Đây. Đấy, và bum. Wow. Đẹp trai. Ừ nha, mình khiêng bác dân làng ra đây đã. Bữa nay bác ngoài hóa đá. Giờ không biết sao cho bác hết hóa đá luôn á. Ok, rồi, mấy cái nào hiếm mình cắt cho tiếp. Giờ thì chắc là mình sẽ đi enchant nốt bộ giáp. Còn cái này thì xong rồi đó mọi người.
Đấy, cái sảnh chờ này chúng ta xong rồi. Hoài wow. Đẹp, ui nhưng mà từ từ nha. Mình đào cái này đi, đặt ở giữa đi ha. Chỗ này nhìn nó gọi là không được phong thủy lắm. Đấy, chỗ này đi. Ok, đấy, vinh quang, đài vinh quang. Đó, đẹp chưa? Úi giời, đài vinh quang. Thì mốt thì mình sẽ thu phục tiếp những cái con rồng. Tất cả các loại rồng ở bên cái mod rồng này luôn anh em ạ. Đây thì chắc là mình cũng còn nhiều con đó mình bắt á. Là rồng ba đầu này, rồi con rồng cổ dài, rồi một con Night Fury. Với lại mình sẽ phải bắt lại cái con rồng mà cái giống như con gà này mà. Với lại một cái con như một con khủng long đi trên mặt đất nữa. Là chắc là mình sẽ đủ hết tất cả các loại rồng ở trong bản mod này. Còn bên Iron Fry thì chắc là mình cũng sẽ đi mua trứng. Đấy, mình up cho đủ hết tổng cộng của những cái con rồng trong đây luôn. Thì chắc là cũng căng á. Nhưng mà cũng hên xui tại vì trong đây chúng ta chỉ có rồng lửa nè, rồng nước và rồng băng và rồng sấm sét là bốn loại rồng thôi. Thì chắc là mình sẽ đủ bốn loại rồng của từng nguyên tố là đẹp là xong. Còn những cái con rồng mà ở trên những cái loại rồng huyền thoại trong mod huyền thoại thì mình chắc là mình sẽ nuôi những cái con nào mà gọi là thật sự là hiếm thôi. Ừ, chứ những cái con đặc biệt như là màu đỏ, màu xanh, màu rừng gì đấy thì cái đấy thì nó chỉ là những cái dạng con rồng bình thường thôi, nên là chắc là mình sẽ không nuôi cái con đấy đâu. Còn bây giờ thì mình về mình enchant đã, mình tới 58 cấp lận thì bây giờ về enchant nó tha hồ luôn. Ok. Thì cái giáp kia thì đâu cần unbreaking hay là mending đâu, nên là enchant chắc cũng lẹ thôi anh em ơi. Đây. Ok, trong đây có sẵn luôn. Protection 4 rồi, giờ căn bản là mình cần gai thì ok luôn. Uầy, bây giờ có gai là hợp lý luôn á anh em. Uầy, tính ra bộ này là có gai là hợp lý là tại nó không vỡ. Đúng rồi, nó có thể phản được đam. Đẹp á, ngon á. Ok, enchant. Nó bộ này nữa là đẹp luôn. Ok. À, sao nãy giờ protection 3 không vậy? Đây, không có gai. Nhưng không sao, mình mua gai được. Ok. Trời ơi, thằng đồ dởm. Còn cái kiếm không ta? Mình lấy cái kiếm không nhỉ? Cái kiếm, enchant nốt cái kiếm luôn đi ha. Đây. Cái kiếm thì sắc bán 4 rồi. Cứ sắc bán 4 mà lụm thôi. Yep. Đây. Ok, bật lùi. Cái này enchant cho có lệ thôi anh em ơi. Chứ giáp thì giáp này thì mình sẽ mặc á. Bộ giáp này thì mình mặc. Ui, nhưng mà tính ra nó thua bộ giáp này á. Ồ, nó thua bộ giáp này luôn á anh em. Nhưng mà có cái nó không vỡ thôi. Nhưng mà mình thấy nó vẫn thua. Còn cái bàn tay này nè. Nhìn che nốt bàn tay này coi. Bàn tay này chắc sắc bén luôn. Ok, sắc bén đâu, sắc bén đâu. Đây. Trời ơi, đúng sắc bén luôn anh em ạ. Rồi, cái khiên nhìn che được không? Cái khiên này không nhìn che được. Còn cái trứng rồng này thì mình để lần sau mình sẽ up đi. Đấy, cây đàn thần này, đẹp luôn. Xong, thôi chúng ta đã enchant xong bộ giáp. Ok, quá đẹp. Xoay. Tuyệt vời anh em ạ, tuyệt vời quá. Ngày hôm nay cuối cùng mình cũng đang hoàn thành xong hết tất cả bên tụi Woodline rồi. Nếu mà anh em gọi là thấy mà có những cái gì mà mình chưa hoàn thành được á, thì anh em cứ comment bên dưới. Đấy, lần sau mình sẽ hoàn thành. Ủa? Ủa? Chó này. Ủa, trông như kiểu rồng băng mình nó phun vậy ta. Ảo thật đấy. Trời đất ơi, nhà tôi lủng một lỗ luôn, giờ tôi mới biết á. Ảo thật đấy. Ok, không sao, mình sẽ cố gắng đi đào lại block đó chứ giờ block đó mình hết rồi. Trời đất ơi, trời. Ảo thật sự. Ok. Đợt sau thì chắc là mình sẽ đi tìm những cái con boss trên mặt đất này để mình đánh hết. Tại vì trong cái phiên bản mod này chúng ta sẽ còn một con boss bị gắn cái kiếm sau lưng này. Một con gì tôi quên mất. Yêu luôn rồi anh em ạ. Con gì mình quên luôn người ta. Con gì nhỉ? Cái con gì mà nãy cậu bé ngốc có ấy. Cậu bé ngốc có nói mình rồi nhưng mà mình quên mất tiêu rồi anh em ạ. Nhưng mà anh em comment những cái con boss nằm trên đất mà mình chưa gặp, mình chưa đánh á. Đấy, comment đi. Video sau mình sẽ làm luôn. Yes, cửa mở vậy. Ô. Hết hồn. Trời ơi. Anh đi này mở cửa làm giật cả mình nè. Cứ tưởng. Đi này mặc giáp gì đấy. Nhìn sao đau sao đớn luôn á. Giáp gì? Nhìn giỡn vậy. Đâu quánh thử đi. Nhìn lỏ lắm. Ủa. Ô, bị cháy nè. Nói gì? Đây ta thử đánh bằng kiếm này nha. Sao sư huynh có strength vậy? Thì ta đứng gần mấy gọng của ta nè, gọng cấp 4 là cho strength mà. Ờ ha. Ôi ôi. Bộ giáp nhìn đúng lỏ luôn á. Nè. Giáp lỏ.
Ê, cho thôi, ta sưu tầm từ... à. Được luôn. Ờ, sưu tầm đi chứ nhìn lỗ quá. Ok, ta đem vào tập sưu tầm. Món là ta trưng bày hết những cái bộ giáp đây rồi à. Đây, dì Sun ra đây nhìn đẹp lắm. Đấy, tất cả đồng boss ta trưng hết kìa. Nào. Sao mình không xài block Nether Rai á? Ờ, giờ ta đang nghèo dì Sun ơi, ta còn hiếu nợ người ta Nether Rai chưa trả nữa. Trời ơi. Dì Sun có block không cho ta xin đi. Ủa con gì đây? Con Knight đó, Phantom đó. Ý, con mà Skeleton á, cái con mà mình đánh dưới cái sảnh đen đen á. Ủa giờ tôi cũng có cái này ta. Mày biết đâu, nãy ta nhặt cái này mà. Rồi, dì Sun hỏi gì vậy? Ấy nó kêu tiếng nè. Ấy. Perfect. À. Nó có con rồng sấm sét màu xanh lá á. Hả? Rồng sấm sét màu xanh lá cây vậy? Gì nghe ảo vậy? Mà ta đưa thanh niên núp rồi. Trong đây có cái cây quạt, có cây quạt á mà mình chưa thấy cây quạt nhỉ? Cây quạt là cái gì nữa? Cái cây quạt mà khi mình đánh cái con rắn hay con nào mà nó ra được cây quạt cái gì xíu nè. Nó tên gì á? Nó tên là Fan. Đi fan đi, nó có fan. Cái quạt bên tù quýt lai á, cây đó ta chưa có. Ồ. Cái nó quạt là đẩy được lùi đó hủ á. Ồ, bi cốc này quánh con gì? Ta cũng chưa biết nữa. Nhưng mà không sao. Chắc là để ta lần sau ta đi qua đấy ta tìm tiếp. Trời ơi, tìm gì tìm cái quạt cha, tìm thẳng cái máy lạnh đi trời. Trời ơi, cái quạt cái này còn thiếu khá là nhiều đồ đó. Ồ, ta quên bà chú tuyết. Trời ơi. Nói là tới 8 con boss lần gì Sun à. Tao quên bà chú tuyết con rồi. Con này tính con boss làm gì, con này boss phụ mà. Ờ đây con này cũng là boss nè, tao cứ để này thôi. Chó đủ con bộ mà. Có thành tựu thì mình gắn với gắn cái đầu Sun quy đời vô nhìn nó hơi lông. Ờ chó đủ bộ thôi, trời ơi. Ừ nha, để ta tìm lại những cái đầu ra. Tao đặt lại rồi. Oh my god. Sun mình còn có một lóc đó không cho ta xin đi. Hả, một lóc gì? Kim cương á. Không, cái emerald à. Ok. Lấy emerald không? Đủ á. Rồi. Đây. Oh my god, vẫn thiếu một cục. Tự nhá, đây ta có bàn chế tạo đây không gì trời. Bàn chế tạo. Đây. Úi giời. Đẹp luôn. Rồi, con đồng thì để giữa. À, không ở giữa được, nó kế bên con này. À, không, con chú tuyết là phải sau con gát chứ. Ấy, con rát thì con đồng là bên đấy. Đó. Con tuyết mạnh hơn chứ. Đâu. Con tuyết coi nó mạnh đâu, nhưng mà hả? Nhưng mà nó là đợt sau mà. Ủa, cứ nào đập cái này của ta vậy? À ta đập á. Gì trời. Đấy. Ý là con nào càng về cuối thì càng mạnh với ta. Ta đâu biết đâu. Nhưng mà chú tuyết là sau con rát mà. Con rát là gần cuối mà. Con rát. Con chú tuyết cuối cùng mà cha nội. Tại mình quánh sớm. Đâu. Ủa phải không? Nè, mở cái list web lên đi. Chúng ta con đó con cuối cùng ạ. Ờ. Thế đặt chung với con này đi. Đúng rồi. Trời ơi. Hợp lý rồi đó. Tuyệt đẹp vời. Vời đó. Nhìn gát này đẹp ha. Bye bye rồi. Đẹp mà. Tuyệt vời luôn chứ. Mình nhìn thấy gớm lắm. Có ông này đứng đây nè. Thôi ông này ta cho chui vô lại giữa vậy. Đấy. Trời ơi đẹp luôn. Đẹp đội hình luôn. Kẻ canh giữ đá. Đấy, kẻ canh giữ đá. Ok. Tuyệt vời. Cái này đi có hành tụ nè. Hả? Cái gì hành tụ? Ừ, tao quay mà. Cái gì baby á. Ghê lắm. Hành tụ đó.